Ngồi đi. Sao? Đúng một tháng rồi, có tiền trả nợ cho tao chưa? Ủa sao nói là mày tưởng mày là ai? Gái nhà lành hả? Chết đến nơi rồi mà còn sĩ diện à? Tao cho mày biết, 15 triệu mày vay tao tháng trước, bây giờ cả lời là 20 triệu, mày tính sao? Thì tôi cũng đã làm, nhưng nghe theo lời của anh rồi. Nghe lời tao mà xử sự như vậy à? Khách tới đây đều phàn nàn về mày. Thì tôi đã làm tất cả những gì mà anh yêu cầu rồi mà. Tôi cũng để cho khách ôm ấp đụng chạm tôi rồi, mà tại vì người ta làm quá nên cái kiểu ôm ấp đụng chạm như mày là xưa rồi. Để tao cứ thần lực dạy cho mày biết thế nào là ôm ấp. Cái loại như mày tao không thèm được đến đâu. Nhưng đối với đám đàn em của tao, mày phải biết cách xử sự chứ. Thôi được rồi, anh cứ để cho em dạy nó. Mày hỏi nó hai câu nữa. Từ bây giờ mày phải chấp nhận với tao hai điều kiện. Một là vừa làm vũ nữ vừa làm ca sĩ, thỉnh thoảng cũng phải đi với khách để kiếm tiền trả nợ cho tao. Hai, hôm nay tao cho thằng Lực đi với mày về tới nhà, nói hết sự thật cho ba má mày biết. Mày tính sao? Tính sao? Hồi nãy bạn gái của anh có đến, đi một mình, nhưng mà chiều qua không thấy anh nên chị bỏ đi rồi. Không sao, không có cô ấy thì tìm cô khác. Anh tính tìm ai? Diễm Linh đâu rồi? Mới giờ thấy cổ đứng đây mà, chắc thôi, cổ đi đâu rồi anh ơi. Thôi được, để anh gọi cho Diễm Linh thử coi sao. Dạ. Ráng mà nghe lời tao, tao bảo đảm là không ai đụng tới mày. Alo. Cái hôm nay bộ đi đâu mà mất tiêu vậy? Tôi đang ở Dịu Dàng nè. Đi với người đẹp à? Không, tôi đi một mình thôi. Sao vậy? Không hiểu nổi, chậm một chút xíu đã bỏ đi rồi. Không sao, ông đợi tôi đi, tôi kêu đám vệ sĩ kiếm cho ông cô khác đẹp hơn. Ok, giá được Diệu Linh thì càng tốt, tôi chỉ hợp với cô ấy thôi. Thiếu gì gái đẹp. Thôi được rồi, để tôi tính cho. Anh để cho tôi vài ngày để tôi suy nghĩ. Chứ má tôi vừa mới từ bệnh viện về, ba tôi vừa mới bị người ta quánh, bây giờ mới khỏe lại được vài ngày,
Bây giờ cái anh mà tới cái anh đòi nợ, chắc là gia đình tôi hết được sống quá anh ơi. Dòm ngó nó cẩn thận. Nếu nó không chấp nhận điều kiện của tao, đêm nay tao giao nó cho tụi mày xử lý. Dạ. Mày coi chừng mày đó. Quê. Dạ. Sao ngừng nghĩ tấm thân gợi cảm như vậy? Cái bọn còn chưa ưng à? Tôi nói thật với ông, tôi ưng Diệu Linh là còn một lý do riêng tư nữa. Đó. Đã có với nhau rồi. Phải công nhận Diệu Linh có một thân hình rất gợi cảm. Quan trọng hơn, Diệu Linh còn đường đi đẹp của tôi, kết bạn tâm giao. Chỉ có cô ấy mới có thể quá giải những trục trặc như hai chúng tôi mà thôi. À, tôi hiểu ý của ông rồi. Giờ cứ chờ ở đây, tôi vào hỏi mấy thằng vệ sĩ coi cổ đang ở đâu nha. Ok. Tính tiền anh ơi. Dạ, dạ có liền. Nhiêu vậy? Dạ, dạ 30 ngàn. Ờ, tiền này chuyển mãi trà đá luôn. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Mai mốt nhớ ghé nha. Cảm ơn. Gì? Hả? Gì anh? Em không bưng phụ giùm anh vào trong một chút. Trời ơi, khách đông vậy nè, bắt mình em bưng hả? Trời ơi, có mấy anh công an hôm trước bắt anh tới. Em nghe coi họ nói cái gì rồi nói lại cho anh nhé. Dạ, mấy anh tới đây có làm chi không ạ? Tôi ăn phở thì ăn phở chứ làm gì giờ, cho ba tôi đặc biệt. Dạ, ba tôi đặc biệt. Ba tôi đặc biệt. Dạ, có nghe ạ. Ba tô, ba tô. Ờ, cho ba lon kem luôn nha. Dạ dạ, có ngay, có ngay. Dạ, có bia, có bia. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, có ngay, có ngay. Đá, đá, lấy đá đi. Dạ, chào mấy anh. Lẹ lên. Dạ. Dạ anh mới vô quán là em nhận ra liền á. Hôm bữa mấy anh lấy lời khai của em á, công nhận các anh sáng suốt thiệt á. Không thôi là em bị quan rồi đó. Phương châm của chúng tôi á là không để lọt kẻ gian, không bắt lầm người ngay. Dạ đúng vậy ạ. Chúng em là dân lao động, sờ gối nói chân thật mà. Sao anh nói nhiều quá vậy? Chúng tôi đến đây là để ăn phở, không phải là để bàn chuyện thật giả gì đây hết á. Bưng lẹ đi. Dạ 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 có liền. Dạ có nghe ạ. À. Dạ. Dạ mời các anh ạ. À. Dạ báo cáo với các anh, phở của tụi em là phở Bắc, nhưng mà giặt dìu 18 năm rồi, chính gốc Nam Định á. Hôm trước tôi đã được nghe một nhân viên ở đây quảng cáo rồi. Dạ tụi em cứ ra đã cho mọi người dễ nhớ mà. Ăn đi anh. À, mấy tô nữa? Ngon quá. Hai tô à. Nữa, hai tô. Ngồi đây. Xin chào anh. Lúc chậm tối trên đường đến vũ trường bởi bị té xe. Em bị té xe hả? Có đau lắm không? Dạ cũng bình thường thôi anh à. Mặt mày sưng húp như vậy mà nói không sao nữa. Thôi anh chở em về nhà nha. Dạ không cần đâu, em đi về bằng xe ôm cũng được rồi. Anh có xe hơi mà. Anh buồn quá, tính kiếm em nhảy cho vui, mà nhìn em như vậy á lại buồn hơn. Thôi anh lấy xe trước nha. Tôi về.
nhớ những lời tao dặn, nửa lời mà nói nghe chưa? Nè, mày cho mày là thằng thiếu gia bạn của anh hai này mất hết. Nếu không giữ tội của mày là cả nhà mày mệt đó. Tao sẽ thêm ngày không hơn không kém nha. Phải công nhận là gia đình con bé này đã lắm. Tao bảo đảm với mày chỉ một tuần nữa thằng thiếu gia sẽ ngán nó đến tận cửa. Lên xe đi. Mời. Nè, cho dậy luôn đó nha. Dạ dạ có liền ạ. Nè nè, đủ rồi. Tính ông y chang anh Cao Dũng à. Mỗi lần tôi mời ăn đêm là ăn đúng một tô phở và một lon bia là sao? Phải thông cảm cho hoàn cảnh của anh ấy. Cảnh gà trống nuôi con, chứ ăn xong buổi tối đã lo buổi sáng. Khổ quá đi, có bao giờ tôi để anh ấy trả tiền đâu. Chính vì vậy anh ấy mới giữ ý. Giữ ý gì không biết. Đã là anh em chung một nhà, không nên giữ ý, ngay cả các ông nữa. Đã đi chơi với tôi á, cứ vô tư đi. Tôi chỉ mong có bạn bè hợp cả để được vui thôi. Có bao giờ lăn tăn chuyện tiền bạc đâu. Các ông biết không, vừa rồi chương trình mà nguyên góp quỹ từ thiện để mà tặng nhà tình nghĩa cho người ta, công ty ba má tôi ủng hộ 1 tỷ bạc. Đây có bia rồi đây. Dạ nè. Dạ. Ôi, uống đi không sao. Dạ thưa thủ trưởng, cái vụ đá gà đó chừng nào mới xử? Ai là thủ trưởng của anh ở đây vậy? Dạ dạ để em vô lấy bia ạ. À. Dạ. Thôi uống đi. Alo em đây. Alo Diệu Linh vừa bị té xe. Anh đang chở cổ về. Ủa, hồi tối em mới gặp Diệu Linh mà. Thôi, Diệu Linh đang mệt, sáng mai em tới anh nói chuyện sau. Ok, bye bye anh. Gặp anh sau nha. Bye bye. Rồi, em chào anh. Má. Hử? Má cho con mượn 10 triệu được không? Sao con lại phải hỏi như vậy? Tiền của ba để lại, má gửi hết vô ngân hàng mang tên con. Từ đó tới nay, má đâu có xài đồng nào đâu. Sao má không xài gì hết vậy má? Má xài bằng lương hưu cũng còn dư mà. Với lại, mấy năm rồi, má có rủ cô bé ba và một vài người bạn nữa hùng hạp với bác Ngọc Mai đó. Má cũng chơi hụi nữa hả? Không, là đóng góp cổ phần vô công ty của vợ chồng bác ấy. Cuối năm được chia lời nữa đó. Nhiều không má? Má góp ít nên chỉ được chút chút, đủ để bạn bè gặp gỡ đi đây đó và giúp đỡ một vài người nghèo khó hay là có cảnh ngộ đặc biệt thôi. Hình như là không phải em bị té xe mà tụi nó đánh phải không? Sao anh tốt với em quá vậy? Nghĩ ngợi làm gì? Mình thường là bạn của em,
cho nên anh quý em thôi. Người tốt như anh đừng nên kết bạn với tụi em. Đó là tự em nghĩ thôi. Anh tin Minh Thư là người rất tinh tế trong việc chọn bạn. Cho em gửi lời cảm ơn Minh Thư. Anh đừng có chơi với bọn Hai Quý nữa. Ông không có tốt như anh nghĩ đâu. Bánh mì nữa. Không biết bữa nay trứng hay đường. Trứng chú ơi. Ha. Hôm nay Minh Thư làm ấp la chắc ngon lắm chú à. Con mời chú. Dạ đây. Để tôi nấu thêm cho mỗi người một tô mì tôm nữa nha. Đúng rồi. Bữa nay có khách quý, mình phải phá lệ bản trường ca bánh mì. Nhưng tô của tôi, anh bỏ nhiều rau cải nha. Dạ dạ. Chú à, hồi tối tụi nó đánh Diệu Linh mặt mày bầm tím hết trơn à. Khi anh gọi điện nói cô ấy bị té xe, em cũng đoán là như vậy. Hồi tối lúc ở phòng hát, Diệu Linh có tâm sự gì với cháu à? Dạ có à. Cô ấy nói đến một bản hợp đồng trả nợ cho ba má. Chính vì bản hợp đồng đó mà Diệu Linh phải làm việc ở cả hai nơi. Một là phòng hát ở bên Thịnh Dượng và hai là sàn nhảy bên Dịu Dàng chú à. Trước 12 giờ thì Dịu Dàng hoạt động rất là nghiêm chỉnh. Chuyện sau đó thì có thuốc lắc, rồi một số cà phê còn ngã giá với khách trước khi đưa nhau đi nhà nghỉ khách sạn nữa chú à. Theo cháu, bọn chú muốn dựa vào món nợ đó để ép Diệu Linh đi với khách. Cô ấy không chịu nên bị đánh đấy chú. Chú nghĩ sáng nay rảnh, hai cháu nên tới thăm và động viên cô ấy đi. Dạ, tối hôm qua con đã mượn được má 10 triệu. Con tính cho Diệu Linh mượn để đỡ đần cô ấy trong lúc khó khăn nè. Anh không phản đối việc em làm. Như theo anh, ở thành phố này có rất nhiều cô gái có cùng hoàn cảnh như Diệu Linh. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải thoát cho họ, thoát khỏi những ổ quỷ giống như Dịu Dàng. Chú cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là lâu dài, các cháu phải cân nhắc từng hành động cụ thể. Tuy nhiên chú đã có cách trị Dịu Dàng. Dân quân vẽ cho chú sơ đồ bố trí vũ trường Dịu Dàng để chú lên phương án. Dạ. Ăn đêm. Tính sơ sơ tháng vừa rồi, thu nhận được tiền của khách vào sàn hơn 50 triệu. Tiền vũ nữ nạp lại cho sàn trên 40 triệu. Còn tiền của vệ sĩ thu được của cà phê đi với khách trên 50 triệu. Riêng tiền thức uống là khá nhất, trên 400 triệu. Nhưng cháu thấy tiền thức uống ở chỗ mình thu còn mềm lắm. Chú qua thử sàn xì tin đi. Bên đó Ken 120 một chai, John vàng là 3 triệu. Ta tính mềm thứ này nhưng mà tăng thứ khác. Bù vào cũng vậy thôi. Nhưng cháu thấy là tụi gái nhảy ở chỗ Dịu Dàng chú cháu mình, đứa nào cũng đẹp và máu. Nếu mà được một chục đứa y như con Diệu Linh
con sen sen và máu như con ly ly. Tha hồ một mạng. Hôm qua cháu dân mặt thêm con Diệu Linh một lần nữa. Cháu cho nó thêm 3 ngày. Từ tối giờ chắc cũng thấm đòn rồi. Nghe nói một vài đứa cũng ngang bướng như con Diệu Linh. Cháu cũng nên tìm cách điều trị cho nó đi. Trị xong con Diệu Linh rồi thì bọn kia sẽ ngán đòn mình thôi. Nghe nói cái thằng thiếu gia đi chơi với cháu, nó cũng thích con Diệu Linh lắm không? Thật không hiểu nổi cái thằng nhóc này. Có người đẹp như mộng đi bên cạnh mà vẫn còn thích Diệu Linh. Sức hút của đàn bà ghê gớm như vậy. Trời phú. Cháu không xem phim sao? Tất cả các vua chúa đều chết mê chết mê. Những người con gái đẹp. Không lẽ con Diệu Linh này lại có sức hút ma quá như vậy sao? Alo, sao hôm nay người đẹp gọi sớm vậy? Hôm nay anh có rảnh không? Nói chung là rảnh. Đi với em cả ngày được không? Đi khách sạn cả ngày thì được, còn đi xa thì anh ngại lắm. Quỷ à? Em nói nghiêm túc đó. Có một ví dụ mới rất là hay. Em định gọi mấy đứa bạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em chọn anh. Ví dụ gì? Người đẹp nói anh nghe thử coi. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Anh đến đi rồi bạn. Ok, quán cũ hả? Ừ. Dạ chào bác. Dạ chào bác. Ờ, hai cháu đây là... Dạ. Dạ, tụi cháu là bạn của Diệu Linh. Dạ. Ờ, hai cháu ngồi đi. Dạ. Để cô vô trong á, kêu Diệu Linh ra. Dạ. Ngồi đi em. Ủa, chào anh, chào Thư. Chào em. Nghe anh Quân nói bộ bị té xe, mình lo quá. Bộ có sao không? Không. Con nè, đưa nước cho hai bạn uống. Hai bạn uống nước đi. Cảm ơn bác. Con cảm ơn. Họ là bạn của con á. Ờ, hôm qua là anh đưa con về tới nhà luôn á. Dạ. Có phải đây là cô bạn mà hôm trước con nói với má không? Ừ. Dạ đúng đó má. Tôi không biết phải tạ ơn cô như thế nào nữa. Nếu mà không có số tiền cô trả trước cho người ta, chắc vợ chồng tôi phải bán nhà rồi. Dạ thưa bác, cháu vừa ở nước ngoài về nên cũng còn khá dư giả. Hôm nay cháu có mang cho Diệu Linh mượn tiếp ạ. Đâu có được, nợ cũ tôi chưa trả nổi. Bây giờ tôi đâu có dám cầm tiền của cô nữa. Bạn bè lúc này mới cần giúp nhau bác à. Với lại số tiền này cháu cũng chưa dùng tới. Khi nào có Diệu Linh trả cho cháu cũng được à. Ừ, thôi, thôi Thư. Lần trước tôi đưa mình nhiều rồi, bây giờ mình không có cần nữa đâu. Thôi thôi, mình không có lấy tiền của Thư đâu. Em cứ nhận đi, hoàn cảnh của tụi anh có thể giúp em được mà. Thôi, hai cháu ngồi chơi với Diệu Linh. Bác dở tay với bếm chút xíu. Dạ. Dạ, má đi đi má. Thôi. Nè, cầm đi. Thôi mà. Cầm đi mà thuốc thang. Dạ đi em. Mình mà mình hỏi thiệt nha. Hôm qua
Bồ bị bọn nó đánh phải không? Em bị tụi vệ sĩ ở vũ trường đánh chứ gì nữa. Không phải, là bọn chủ nợ. Tụi nó còn hâm là ngày bữa tụi nó tới nhà, tụi nó đòi nợ rồi làm lớn chuyện ra luôn. Mà còn nợ nhiều không? Còn nợ có chút xíu à. Mà bạn biết không, nếu mà hôm nay mình có trả nợ xong thì ngày mai nó lại tìm ra lý do để nó đòi tiền tiếp. Tại vì là tụi nó muốn biến mình thành con nợ. Tụi nó muốn làm cho mình thành thân tại ma giải luôn mà. Vậy em tính sao? Em không biết tính làm sao nữa. Chắc chỉ còn mỗi cách là em nằm ở nhà rồi em chờ tụi nó tới đòi nợ, rồi mình nhắm mắt mình xin cất nợ vậy thôi à. Ông coi nè, tháng này là thu nhập tuột đi tới 280 triệu. Về khoản gì? Thì vẫn là tiền lời thu của bọn ca ve, bọn xích lô, bọn ba gác và cả mấy đứa trên sới bạc nữa. Vay nóng đó. Tháng này không đòi được thì tháng sau đòi. Tuột cái gì mà tuột. Hai anh em thằng Đạt lớn, Đạt bé, nó nói bọn xích lô ba gác nó trốn như chạch á. Còn cái thằng Sáu Nhặn thì nó cũng than là cái vụ vay nóng 50 triệu đó, trong cái vụ mà đánh ba cây đó. Nó nói là cứ đòi riết á, nó tự tử đó. Thì cứ cho nó tự tử đi, để thằng khác nhìn vụ đó mà làm gương. Ông nói nghe hay quá. Thôi bà đi lên lầu đi, cái ngồi đó mà lảm nhảm hoài. Tôi đang cần sự yên tĩnh. Alo. Nó vừa xin đợi mấy con cà phê được mấy chục. Đi ra ngoài rồi ạ. Thì cứ theo dõi nó đi. Dạ. Alo. Dạ em đây. Em vẫn ngồi trước công an phường nè. Mày cứ chờ đó đi. Tao sẽ tấn công. Ngồi đâu anh? Ra kia đi em. Ừ. Dạ chị dùng gì ạ? Cho một ly cốc ép nha. Còn anh? Cho một nước cốc ép, một cà phê đá. Làm gì nhìn dữ vậy? Người ta đã có bộ rồi. Quỷ à.
Dạ anh uống gì ạ? Cho anh cà phê đá. Dạ. Em có tin gì mới về Đắc Di không? Không, vẫn kín như bưng. Nhưng em có một kênh khai thác mới. Vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Là chuyện gì vậy? Em nói luôn đi. Hôm qua em tình cờ phát hiện vụ đá gà. Anh còn nhớ lão Chí đầu cua, giám đốc quê hương không? Nhớ, anh nhớ rồi. Lão ta bị công an gọi vì vườn điều của lão á. Hai người là họ hiện nói trường gì của vụ án. Rồi sao nữa? Alo. Dạ. Nó vào hẻm 220 xẹp 14 và đường sửa viết Nghệ Tĩnh. Rồi, bây giờ mày trải hàng đi. Dạ. Nếu có dính thì cứ ở đó để mà làm tai mắt cho công an, nghe không? Dạ, dạ em biết. Tính tiền em ơi. Họ nói gì? Em có nghe được gì không? Alo, tôi nghe. Báo cáo anh, tôi đang trên đường đến hiện trường của vụ đá gà. Nhưng có một vấn đề cần xin ý kiến của anh. Cậu cứ nói đi. Máy. Bà. Vô đi. Đưa tiền đây. Ừ. Thiếu 30.000 rồi mày. Mới đưa 270 đó. Lên giá rồi, thêm 30.000 nữa mới đủ. Má nó, lên gì mà nhiều vậy? Mày không thấy dạo này công an họ bắt đường dây lớn, đường dây bé ầm ầm đó hả? Hàng hiếm lắm.
Không chừng hôm sau mày đến nó lên gấp đôi chứ chẳng chơi à. Vậy thì nợ đi. Không có nợ nần gì hết trơn á. Bọn nghiện tụi mày xạo lắm. Nợ đi. Tao không cho mày nợ. Thì lần sau ghé đưa. Không được, 30 ngàn đây. Mệt quá, nợ đi. Mệt quá. Ê, gì? Mở cửa tôi về bà chị. Lần sau mày đến á, lúc mà phố xá còn đông người qua lại á, cho người ta đỡ dòm ngó lên cho mày. Điện rồi, mà lại nhảy hoài à. Mở đi. Nè, trả mày 70 ngàn nè, lấy 2 tép thôi. 2 tép sao đủ cứ? Không có đủ tiền. Thì nợ đi. Không có nợ nần gì hết trơn á. Lần sau ghé đưa luôn. Tao nó lấy 2 tép á. Mày. Alo, đội phòng chống tội phạm nghe đây ạ. À. Cho tôi gặp Cao Dũng. Dạ, xin chờ một chút ạ. À. Dạ, tôi Cao Dũng nghe đi. Tôi đã đọc bản báo cáo về vụ đá gà các cậu gửi chiều hôm qua. Có một vấn đề nảy sinh, tôi yêu cầu phải giải quyết ngay trong sáng nay. Dạ, xin đồng chí cứ chỉ đạo. Ngay bây giờ cậu cử 2 trinh sát đến ngay công ty xây dựng công trình giao thông quê hương, photo toàn bộ sổ sách kế toán của công ty này. Dạ, tôi rõ. Đắc gì xét hỏi chỉ đầu cua đúng không? Dạ đúng ạ. Ừ, vậy thì cử luôn Đắc Di chỉ đạo công việc này. Dạ. Lưu ý với Đắc Di, sáng nay chỉ đầu cua tiếp 2 nhà báo. Nếu cần thì cứ tiếp cận họ, xem đơn thuần chỉ là săn tin hay là họ có ý đồ gì khác. Dạ, rõ. Toàn bộ hết đó. Đó, nhà báo coi đi. Nơi mà các anh công an gọi là hiện trường của vụ án. Vườn cây ăn quả này tôi đã mua lâu rồi. Giờ tôi cũng đã định đầu tư thành khu du lịch sinh thái, nhưng mà chúng tôi bận quá nên chưa có làm được. Đây mà làm khu du lịch sinh thái là đúng. Phong cảnh đẹp, cây cối sum suê, mát mẻ quanh năm. Chỉ cần dựng mấy cái nhà sàn, mắc mấy cái võng, nuôi gà tre, lợn rừng là dân thành phố kéo về ầm ầm. Vì bận quá phải mướn thằng cháu họ nó trông coi. Xong ở nơi hẻo lánh nó buồn, nó nuôi cái con gà đá cho vui mắt. Người dân sống ở bên cạnh qua lại đến xem, rồi mang gà đá nó chơi cho vui. Dần dần người đến xem có cả dân cá độ. Vậy mới thành ra chuyện. Thành chuyện lớn rồi. Theo hồ sơ bên công an á, có trợ dân đặt cược lên tới 100 triệu đồng. Đâu có. Hoàng quá. Anh chị nhìn thử coi nhà cửa xung quanh đây. Cô bán đi cũng được vài triệu à. Tiền đâu mà cá độ lớn như vậy. Các ông công an đã thu được sổ ghi cá cược, cao nhất chỉ có mấy trăm ngàn, còn lại chỉ vài chục. Giờ này mà về đây có chuyện gì? Con về tìm anh Liệt có chút chuyện. Nghe nói là ba sẵn việc gì rồi. Ừ, nó đi công việc cho tao. Hay kêu cho con anh Lưỡng cũng được. Hai thằng đệ tử thân tín nhất của ba, mày phải để ưu tiên cho ba sai tụi nó.
Nhưng mà con cũng có việc nhờ mấy anh vậy. Tụi nó đang diễn một cái trò rất là hay. Em nghe. Mày ghi nè. Dạ dạ, chờ chút. Rồi rồi rồi, nó đi. Nó đang ở số nhà 19, xẹt 220, xẹt 14. Rồi xẹt 14. Rồi rồi tiếp. Đường số giết nghệ tỉnh. Đường số giết nghệ tỉnh. Nhớ theo dõi coi họ xử lý sao hay chưa. Rồi ok anh. Chuyện gì không anh? Dạ em chạy xe ôm. Có một người dân đã nhờ em báo với anh một tin rất quan trọng. Dạ. Thư này anh. Vậy người đó đâu rồi? Dạ người đó đi về rồi. Sợ bị trả thù đó anh. Người đó còn dặn là nếu các anh tới sớm sẽ đợi các anh đầu hẻm, chỉ người và chỉ nhà. Được rồi. Dạ. Thưa anh, có người gửi đơn tố cáo. Đồng chí huy động các anh em theo tổ xuống địa chỉ này. Báo cáo giám đốc, có hai anh công an đến gặp giám đốc ạ. Ai vậy? Họ có nói tên không? Dạ có. Anh nói tên ảnh là Đắc Duy. Đắc Duy hả? Dạ. Có phải hai nhà báo đã mời được anh ấy không? Hôm bữa tôi nói với ông rồi. Ông á nằm trong viện nghi án. Anh ấy đến chỉ để khám xét và điều tra thôi. Vậy giờ như vậy, mời anh chị về công ty. Anh chị sẽ tận mắt chứng kiến, nghe tôi trình bày. Lại là chỗ quen biết với các anh công an. Nhờ anh chị nói đỡ cho vài câu. Mấy anh ơi, mấy thằng nghiện nó vẫn còn ở trong đó. Chính em là người đưa đơn tố cáo vừa rồi đó à. Nhưng mấy anh đừng có nói thật. Tôi nói với cả nhà em. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ giữ bí mật và tuyệt đối bảo vệ anh. Dạ, cảm ơn anh. Ông cứ đi về trước làm việc với họ. Lát nữa chúng tôi ghé qua. Cứ coi như chúng tôi đang đi gặp người dân trong vùng để lấy thông tin. Vậy cũng được. Nhưng anh chị nên về sớm một chút. Tôi đã cho người đặt cơm nhà hàng và chuẩn bị quà để gửi anh chị. Khi nào cần về, anh chị cứ gọi tôi ra đón. Dạ. Ừ. Bây giờ em tính sao? Thì cứ làm theo sáng kiến của anh đi. Vào trong mấy nhà dân kia đó, hỏi hàng những câu hỏi vô tư và trong sáng. Làm tư liệu cho bài phóng sự về bài đá gà. Một hình thức biến tướng của cờ bạc, vô thưởng vô phạt. Em quá thông minh. Không thông minh á thì làm sao mà mo được tin đọc. Vậy ta có nên chạm trán với hai em công an không? Tùy cơ ứng biến. Lát nữa gọi điện thoại cho ông Chí. Nếu em á thì gặp, còn căng á thì mình kiếm cớ tránh mặt. Nè của mày nè. Thôi đủ rồi, trả tiền đây. Mày lộn xộn quá. Tôi đi mua chỗ khác. Mày nhớ lần sau đừng tới cho tao nữa nha. Trả tiền đây. Nè trời. Tại sao các ông xông vô nhà tôi? Bà lại tiếp tục tái phạm việc buôn bán ma túy. Trời đất ơi,
Từ ngày tôi chạy về, tôi làm gì dính đến thứ chết người đó chứ. Vậy hôm nay chị tiếp người đàn ông này là ai? Các đồng chí, xét người. Đó. Hai anh, lên đồng. Báo cáo, tôi tìm thấy một bịch heroin trong túi quần. Đây là cái gì đây? Tôi không có biết cái gì hết á. Cái này là của nó mà. Đâu phải của tôi đâu. Đừng có vu oan cho tôi. Tôi đề nghị chị bước lên. Đây là cái gì? Chị còn chối nữa không? Báo cáo, tôi tìm thấy 5 tép heroin trong người hai thanh niên này. Vậy là đủ chứng cứ bắt chị rồi chứ? Chị theo chúng tôi về phường. Đi, nhanh lên. Chào các anh. Chào ông. Chào anh. Chào anh. Sự có mặt của các anh là niềm vinh hạnh cho công ty của chúng tôi. Ông nói quá rồi đó. Thật ra hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm một số chi tiết liên quan đến vụ trường gà vừa rồi. Nói thật với hai anh, tôi cũng vừa gặp hai nhà báo liên quan tới mấy trò đó gà tầm bậy tầm bạ. Nhà báo nào? Dạ, nhà báo Nga Nga và chị Chi. Cô Nga Nga có nói là có quen biết với anh Đắc Duy. Thật ra cũng chỉ là mối quan hệ trên công việc thôi. Cô ta hay xin chúng tôi tài liệu để viết bài về các vụ án. Hai nhà báo này làm việc thận trọng lắm. Họ đến phỏng vấn tôi, rồi dẫn tôi ra hiện trường. Bây giờ họ đi lấy những thông tin của người dân xung quanh. Chuyện tác nghiệp của nhà báo chúng ta không bàn ở đây. Chúng tôi được lệnh xuống kiểm tra toàn bộ sổ sách thu chi của công ty ông trong tháng vừa qua. Vụ đá gà này đâu có liên quan gì tới sổ sách công ty. Có liên quan hay không á, để kiểm tra xong rồi mới kết luận. Công ty của chúng tôi mang tiếng là công ty, nhưng thực chất là công ty tư nhân, công ty gia đình. Công ty gì thì cũng phải có thu có chi. Trên cơ sở thu chi ấy mới biết lời lỗ, và đó là căn cứ để đóng thuế cho nhà nước, đúng không? Dạ. Nếu anh đã nói vậy, xin mời các anh lên phòng kế toán. Với 20 tép mà thằng chó đó tự chơi cho, chắc chắn đêm nay nó sẽ vào kho nuôi muỗi. Thôi, tao với mày đi lòng vòng đi, một chút quay lại coi sao. Ừ. Đi. Thôi, bây giờ cũng trưa rồi, mời các anh qua ăn cơm với tụi tôi. Cảm ơn anh. Xong việc chúng tôi phải về đơn vị rồi, không thể dùng cơm được đâu. Dạ. Mời anh coi ạ. Bây giờ chị photo một số giấy tờ cho tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Ông Chí gọi nè. Em nghe đi. Alo. Họ đang kiểm tra giấy tờ sổ sách của công ty. Thôi giờ cũng trưa rồi, mời hai nhà báo về ăn cơm với chúng tôi. Vậy anh cứ tiếp họ đi. Ở đây tụi em còn phỏng vấn một vài người nữa.
Anh chị ơi, cho hỏi thăm coi đường này về ở 4 được không vậy? Không biết, chúng tôi là người ở nơi khác tới. Án tù nhiều quá. Vụ này chưa xong đã xảy ra vụ khác rồi. Theo em, vụ tạt axit nên tạm để lại. Chứ củng cố tài liệu một phía như vậy, em nghĩ không biết đến bao giờ. Để tôi xin ý kiến cấp trên. Nhưng trước mắt, tất cả anh em phải tập trung củng cố hồ sơ vụ đá gà ăn tiền để sớm đưa ra xét xử. Ừ. Alo. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cấp trên gọi anh lên có việc gấp. Chắc là có vụ gì lớn đây. À, anh ơi, hơn 4 giờ rồi. Ai đón bé Cao Ly đây? Chết cha. Hay là... hay là cái gì nữa. Cứ nói thẳng ra là nhờ cô Hạnh đón, rồi cho bé ăn một tô mì, để ba Cao Dũng về rồi đi ăn tối. Cô giúp anh chuyện đó nghe. Chào má, đây là Hà Linh, bạn gái con. Dạ, con chào bác ạ. Chào cháu. Nhà anh đẹp quá à. Anh dẫn em đi tham quan nhà anh nha. Ừ, mình đi. Dạ. Anh ơi, đây là số mấy bạn? Rồi. Dạ anh nghe chị ơi. Sao rồi, đội phó đi trừ gà đã về chưa? Dạ em mới về, vừa tắm xong. Nè, tắm lẹ lên. Anh Dũng truyền lệnh cấp trên, cả đội lên tập trung, có việc đột xuất đó. Dạ em tới liền. À, anh lại đi nữa hả? Cấp trên vừa gọi, có cuộc họp đột xuất. Em không chịu đâu. Thôi mà, công việc, mang đi. Anh đi thay đồ rồi anh đưa em về nhà luôn. Sắp đến lúc rồi đấy. Sao? Dạ thưa anh Bảy, xong hết việc rồi. Dạ. Chính mắt em nhìn thấy 4 thằng công an đưa nó lên xe, giải nó về đồn. Tốt lắm, tao sẽ thưởng cho tụi mày mỗi thằng mấy ly. Dạ, dạ. Này vui quá, vui à. Xin chào. Chào. Lần sau tới ủng hộ nha. Nhất định ok. Từ bây giờ tao giao cho tụi bay quản lý ở đây. Dạ. Điều hành tất cả ở chỗ này. Nhớ chọn mặt mà giao em út cho họ đó. Em biết rồi, dạ, dạ. Kêu con Sen Sen lên phòng gặp anh. Dạ, có liền. Dạ, có liền.
Anh chị về sớm vậy? Hôm nay có nhiều chương trình mới lắm. Tôi có việc ra ngoài một chút. Alo. Con nhỏ Diệu Linh đến chưa? Chưa thấy. Mẹ cha đó chứ. Giờ này chưa đến mà điện thoại cũng tắt. Chắc con này muốn nhà tan cửa nát đây. Nhiều khách sộp dưới đây hỏi nó lắm. Một tiếng nữa không thấy con nhỏ Diệu Linh đến, chú điện cho con nha. Ok. Anh chủ cho gọi em hả anh chủ? Qua đây. Dạ. Có chuyện gì mà anh kêu em giờ này vậy anh? Có chứ. Nghe nói hồi sáng thằng Ất đánh em phải không? Dạ, anh không có đánh em mà anh dơi em á. Thằng này nó láo thiệt. Em yên tâm đi, anh sẽ xử lý thằng này ha. Dạ, cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì em đi xuống sàn nha. Hôm nay em không cần phải xuống nữa, chuẩn bị đi công chuyện với anh. Đi đâu anh? Đi ký hợp đồng. Nè, hợp đồng này vừa có lợi cho anh mà vừa có lợi cho em nữa. Vậy anh xin phép bỏ anh Ức, anh Ngao giúp em nha. Anh mà phải xin phép hai thằng đó sao? Nếu nó biết em đi với anh thì kể từ giây phút này về sau, cho vàng nó cũng không dám dê em nữa. Anh. Alo, anh mang xe tới vũ trường trước em nha. Điện rồi, đi taxi đi, chị trả tiền cho. Rồi, chỗ cũ đúng không? Biết rồi còn hỏi. Nửa tiếng nữa nha. Vậy là nhanh rồi chứ bộ. Mệt quá, chờ hoài. Đi mà, cũng phải chờ anh tỉnh lại rồi mới làm ăn gì được chứ. Được rồi, nhanh lên đó. Vậy nha. Anh ơi, em có khách, cho em ra ngoài 2 tiếng nha. Đưa tiền bao trước đi. Còn có 200 à, phải để dành đi taxi chứ. Tao đoán á, thằng kia sẽ thanh toán tiền cho mày mà. Nhưng mà nó xỉn rồi anh ơi. Thôi cho em nợ đi, bữa sau em bù. Đưa đây 100. Nè, hối đi. Biến đi. And I'm waiting for you to come. I want to be
Alo, nó đưa nó đi bệnh viện đi, con về liền nè. Anh, bữa nay con của em bị bệnh á, em phải đưa nó đi bệnh viện. Anh cho em về sớm bữa nha. Để tao giải quyết cho. Giả giờ là có người bệnh, để đi khách phải không? Không phải đâu, em nói thiệt mà, con của em bị bệnh đó. Thiệt hay không không biết, về sớm, phạt 500. Anh nhìn em coi, trên người em có còn đồng nào đâu. Hồi nãy giờ đứng ở trỏng, lắc muốn rụng cái chân, sể cái mông luôn vậy đó. Mà có dính được thằng nào đâu mà đưa tiền. Còn sớm mà, chừng 50 phút nữa, để tụi nó tê, bu lại, tha hồ mà moi tiền nó. Thì coi như hôm nay cho em ghi nợ đi, rồi bữa khác em trả, được không? Đưa đây. Mẹ kiếp, thôi tao ghi nợ 500. Ăn cái gì mà giữ với mày? Tao lắc nguyên một đêm còn chưa được 500 nữa, ở đó mà đòi 500. Nếu mày nói vậy, tao không cho mày đi. Thôi được rồi, cứ cho nó đi đi. Ngày mai xác minh lại, nếu con nó bệnh thật thì trả 100. Còn qua mặt tao á, đi khách kiếm thêm á, thì 1 triệu. Dạ, mời anh vô ạ. Hay thiệt. Tao rú ra thêm một chút nữa, con nhỏ này phải ra. Lại tao với mày xin trở lại vũ trường. Ừ, đúng rồi. Rồi đi. Mày lên. Nè, hai anh kia, khuya rồi tắt máy đi, cho bà con người ta ngủ chứ. Tôi đến đây để tìm cô bồ, không may xe bị hư, cảm thiện bà con một chút. Hư thì mang chỗ khác mà sửa, ồn ào bực bội quá đi. Cái bà đó. Con, đừng có ra ngoài, kẻo mà mang quả đó con. Hai anh chị về mai. Nói đi tôi chỉ giùm cho, phía rồi tắt máy cho người ta nhờ. Thật ra tôi đến đây để đòi nợ. Ngày trước cô ấy yêu tôi cho tiền. Giờ cô ấy yêu người khác, tôi đến để đòi lại tiền. Sao? Rồi xem được hả? Muốn gì? Xin lỗi. Anh ơi, anh, chị, dạ có người chụp hình nhận không? Sao hôm kia, tao. Mày đi lên trển mày kêu tụi nó tắt nhạc đi, nhanh lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, đang nhảy ai thích nhạc vậy? Xin lỗi quý vị, quý vị nghỉ trong ít phút để tôi kiểm tra xem kẻ nào dám chụp hình trong đây. Đang nhảy một chụp hình bộ khùng rồi hả? Mất rồi, dậy lên. Tất cả đứng im. Thôi giờ này nữa khỏi nghe. Nghe điện thoại đi. Ui. Anh nghe điện thoại đi. Lỡ có chuyện gì sao? Bực quá. Alo. Alo, chú đang ở đâu? Tao đang ở nhà chứ đâu. Có chuyện đồng trời rồi. Công an gì kính dịu dàng. Thiệt vậy hả? Cháu đang ở trước đây nè. Bây giờ làm sao? Chú gọi điện cho ba cháu coi. Rồi, để tao điện cho. Rồi. Dịu dàng Quy rồi đó nha. Dạ. Lên xe mày. Sao vậy? Hên cho tụi mình, hôm nay không tới dịu dàng, nếu không vào kho cả đám. Chuyện gì vậy? Anh hai tao không biết. Nói là tụi mình phải trốn thôi, không bén mạng tới vũ trường nữa. Vậy là con nhỏ Diệu Linh cứu bọn mình hả? Leo lên mày. Ok. Giám đốc vũ trường ở phòng nào? Dạ, ổng ở nhà riêng ạ. Xuân Đức. Dạ có. Cậu hãy nhận lệnh tới khám xét nhà riêng và bắt Lê Tươi khẩn cấp. Đó. Bảo đến kìa. Dạ, cho em phỏng vấn chút xíu. Dạ, xin phép hai anh. Dạ, hai xin anh. Xin lỗi anh chị, tôi không thể nói được điều gì trong lúc này. Thì xin anh trả lời một câu, chủ trường bị khám xét vì tội danh gì? Chắc chắn là phải có tội danh, nên chúng tôi mới khám xét và bắt giữ khẩn cấp như thế này. Ủa, người hùng của em, anh có thể cung cấp cho em một số thông tin cho số báo ngày mai được không? Ngưng lại đi.
Tắc Di đang bị thương, không thể nói được điều gì cả. Sáng nay tôi cũng nói cô biết luôn, đừng có chụp hình, đừng đâu báo lung tung nữa. Thôi mình đi anh. Dạ, dạ, dạ đúng rồi đó anh Bảy. Hiện giờ em đang rối quá anh Bảy. Có cách nào cứu em không anh Bảy? Chú 60% cổ phần, hai cha con của anh có 40% cổ phần ở cái sàn nhảy đó. Chú là giám đốc của sàn nhảy đó thì chú phải nghĩ chứ, tại sao bắt anh Bảy phải nghĩ? Dạ em biết rồi, nhưng mà anh Bảy là người đa mưu túc trí, anh quen biết nhiều hơn em. Vậy thì sáng mai chú cứ ra đầu thú đi. Chú cứ nói rằng là sự việc là sau 12 giờ đêm do thằng Ất đi quá đà. Dạ không được đâu anh Bảy ơi, thằng Ất nó làm theo chỉ đạo của cậu Hai Quý mà anh. Nè, chú có muốn tôi cứu chú hay không mà chú cứ dính thằng Hai nhà tôi vào vậy hả? Nhưng em sợ thằng Ất nó khai ở nơi, thằng này nó khốn nạn lắm. Đúng rồi đó anh, thằng Ất nó khốn nạn lắm. Hồi sáng nó định dê em mà em không có chịu. Mẹ nó, chết tới nơi mà còn đào vậy điếc. Dạ, không có tiếng tivi đó anh Bảy. Thôi, anh không muốn nói nhiều nữa. Anh chỉ yêu cầu chú nhớ cho một câu, là đừng có để cho thằng Hai nó dính vô, thì anh sẽ có cách để mà cứu chú. Dạ nhưng mà anh Bảy. Ông Lê Tư phải không ba? Sao mày cứ đụng vào đâu là ở đó có chuyện vậy? Có chuyện gì vậy anh? Chứ ba cũng nói là lúc này cần phải tăng tốc để có cơ sở đầu tư vào sân golf sao? Nhưng mà cái đó mình còn phải che chắn trước khi làm một việc lớn. Con nghe nói là cái vụ này cũng do thằng Tắc Tụi thằng Đắc Vi làm. Nếu vậy thì mình phải lấy tiền của thằng Lê Tươi rồi thằng Tám Hẹn để mở đường mà đến với tụi nó. Nhưng ngoài cái tụi thằng Đắc Vi còn có rất nhiều ông công an khác, cứ như trên trời rơi xuống, chả biết ở đơn vị nào. Mày bây giờ cứ tìm đến đầu mối đầu tiên là thằng Đắc Vi, rồi từ đó sẽ tìm ra cái bọn khác. Thì cũng giống như hồi trước vậy, nhà mình đã tìm ra chú Lý, rồi từ chú Lý mình mới tìm ra được những người kia chứ. Hay là bây giờ nhờ chú Lý được không ba? Thấy tao lo.